Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Được Rồi. Mình là Vi Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bên đây là ngày mùng 8 tháng 2, cũng là ngày sinh nhật của Đại Lâm nha các bạn. Mọi người chúc sinh nhật Đại Lâm, rất cảm ơn về điều này và chúc cho mọi người luôn sức khỏe nha. Đây là sân xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang. Đây là kèo kỷ niệm ngày sinh nhật, chắc hết gạo quá. Bên kia là tem của Cho Con, đến từ Thoại Sơn, gặp Thiện Ngu Muội, Bông Chuyền Đam Mê và Đại Lâm cùng Thái Sport. Nhường lại bình luận viên Linh Mập. Ok men. Đó, ok rồi. Lên trắng trời. Đại phát à. Biết rồi. Thái chị chơi, biết chung mình thôi nha, chị cao cũng không nổi đâu ngọt. Này Đại Lâm công nghe anh em. Ôi, coi đâu. Ngoại ngoại theo không? Nắm nắm đi. Nắm nắm gọi đánh đi anh em ơi. Một không cho tem Đại Lâm. Đây xin chào Đại Lâm luôn các bạn ơi. 51 tuổi ăn cái bánh kem mới được một lần rồi. Quá ghê. Rồi ngon cái thằng kia thằng mở nha. Một không. Thôi cộp. Phát quá khó chịu. Bao lâu rồi các bạn thấy đây là quýnh tài 3 năm rưỡi. 2 không. Thôi cộp. Thằng kia đánh ra. Đó. Ngoài luôn. Xin lỗi các bạn. Nghe con dây được cãi. Trời ơi, sao nghe con dây được trời. Điểm 1 2. Sao đó, học chăng mà đi theo trời. Điểm 3 1. Bả nó hả nghe chú. Bỏ bóng không qua lưới, điểm 4-1. Bóng tốt. Điểm 2-4. Ngoài. Biết rồi. Ok ok. Điểm 5-2. Điểm 6-2. Các bạn thấy 5 ngũ rưỡi phát bình ghê lắm. Không cần bảo 5 ngũ rưỡi thì sinh nhật vui vẻ nha các bạn. Chưa bảo nữa hả? Chưa bảo đó. Điểm 36. Quay YouTube quay lên nó chịu à. Điểm 73. Quá hay. Sao đỡ kẹo. Điểm 47. Rồi.
điểm 5-7. Trời ơi. Sinh nhật Đại Lâm, Đại Lâm phát gạo nghe anh em. Điểm 6-7. Điểm 8-6. Có đổi xăng chú. Bên đây sinh nhật Đại Lâm nghe anh em. Điểm 8-6. Trắng bông tốt. Điểm 9-6. Anh Sang có qua không chú? Có. Ăn đi. Trời ơi. Trời ơi trời tiền bạc. Ba lỗi kỹ thuật. 7-9. Pha mẫu binh điểm 0-7. Điểm 8-0. Bỏ bóng ngoài. Điểm 9-0. Chữ hời nữa trời. Cái vô ở đàng hoàng nữa khơi khơi vô đó nó thiệt luôn. Vô lần chân lẽ không làm giả. Điểm 11-9. Điểm 0-1. Điểm 2-0. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm 3-0. Anh Tiến chấp xã bên đây được pha phát điểm, pha phát bóng ngộ binh điểm 4-0. Quá ghê, sinh nhật vui vẻ. Trời ơi các bạn thấy như thế nào? Thật sự nhiều lúc nói phải nói chứ quá ghê. Mấy này phát bảo sao lại Đại Lâm. Quá cuộn cuộn. Nay sinh nhật Đại Lâm nha các bạn. Nay sinh nhật Đại Lâm nha. Chúc các bạn luôn sức khỏe nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Ok men. Cảm ơn Bình Lê Dương. Linh Mập. Mùng 8 rồi các bạn ơi. À, cái mềm nào mềm tao vô bên đây nè. Hôm nay cũng là ngày kèo hạng của danh đếm tiền tim sẽ gặp thắng chợ đều và vũ sẽ ra luôn các bạn.
Còn đây là bên đây là cái tem của Đại Lâm rất ghê kìa, đang ngồi núp ở ngoài ruộng nữa kìa. Đang núp ngoài ruộng kìa, không biết có ai luôn kìa. Đại Lâm phát quá ghê các bạn ơi. Đại Lâm phát quá ghê các bạn ơi. Đó, trời tối hù luôn. Rồi, quá hay. Sinh nhật vui vẻ, Đại Lâm quá ghê Đại Lâm ơi. Cái gì? Nghĩ sao kêu Đại Lâm 3.4 trời. Thôi. Thôi khỏi luôn. Rồi vui vẻ các bạn ơi. Có tiền ăn bánh kem rồi. Có nổi.